đôi khi có những cuộc tình sống sót vĩnh cửu. Họ gặp gỡ nhau, đấu tranh cho tình yêu một cách quyết liệt rồi được tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc. Những câu chuyện như thế luôn gây được sự xúc động mạnh mẽ. Vì tình yêu, người ta làm được những điều thật lớn tưởng làm sao. Chỉ vì muốn làm lành mà theo chân Gamer thủ gái quý phái Liên Xô. Bức ảnh cưới chụp ở nước ngoài của bố mẹ Kiều Anh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhìn màu ảnh và kiểu ăn mặc của cô dâu thì chắc hẳn đám cưới diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Kiều Anh đã thoải mái kể về câu chuyện tình của bố mẹ khi đó. Đám cưới của họ được tổ chức tại Vladimir Liên Xô cũ. Mẹ Anh tên Tâm hiện sinh sống ở Ninh Bình. Bố cô là Minh. Năm 1991, họ tổ chức đám cưới với nhau khi đang làm việc ở Liên Xô cũ. Anh kể, bố mẹ yêu nhau từ khi hai người còn sống ở Ninh Bình. Khi đó, bố mẹ đều cùng làng, cách nhau có vài nhà thôi. Bố gần như chứng kiến mẹ lớn lên từ hồi còn bé. Khi ấy, gia đình nghèo lắm nhưng bố rất chăm chỉ, sáng suốt nên cũng tự phấn đấu học và làm việc rồi biến thành lương nghi của Diện quân khu 3 Quảng Ninh. Mẹ sinh ra trong gia đình khá giả lại cô te nên nhiều người theo đuổi lắm. Ông bà ngoại chỉ mong mẹ ở nhà đi học rồi vào làm việc trong cơ quan nhà nước sau đó lấy chồng nhưng mẹ không thích. Mẹ chỉ mong muốn được làm việc, sống theo ước mơ của mình thôi. Mẹ của anh khi còn trẻ. Xinh đẹp lại dịu dàng nên mẹ anh được rất nhiều người theo đuổi. Bố của cô hơn mẹ 5 tuổi lại ở ngay gần nhà nên chuyện đi tán tỉnh cũng dễ ợn hơn. Ấy thế nhưng cư hiền thê chưa kết thúc thì bố cô lại phải theo đuổi người trong mộng từ xa vì lý do công việc. Bởi bố được phân về Quảng Ninh, mẹ vẫn ở lại Ninh Bình nên bố sốt ruột lắm. Khi ấy bướng quanh mẹ thì nhiều mà đã nhận được lời đồng ý đâu. Lo quá, bố kiên trì viết thư liên tục. Cứ viết mãi mẹ cũng siêu lòng và nhận lời yêu bố, Kiều Anh chia sẻ. Bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ có những phút giây cãi cọ, giận dỗi. Vốn yêu nhau say đắm nên sự giận dỗi của bố mẹ anh lại càng khủng và gây ảnh hưởng lớn hơn. Trong một lần giận nhau, không tìm được hướng giải quyết lại có cơ hội nên mẹ anh đã đăng ký quý phái Liên Xô làm việc. Biết tin mẹ đi, bố lại càng sốt ruột, muốn làm lành quá nên ông cũng bỏ hết công việc và nghề nghiệp phấn đấu bao nhiêu năm để quý phái bên ấy tìm mẹ. Chỉ nửa năm sau là ông đến rồi. Tuy nhiên, bảo là ở cùng Liên Xô nhưng họ có được gần nhau đâu. Hai thị trấn cách nhau đến 1.000 km và rét mướt vô cùng. Vậy nhưng tuần nào bố cũng tranh thủ quý phái thăm mẹ. Bố mẹ rất yêu và yêu mến nhau, đó là điều mà mình dám khẳng định. Tháng lương đầu tiên khi quý phái Liên Xô, bố mua tặng mẹ một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim. Mẹ cất giữ nó kỹ lưỡng lắm và xem như bảo bối vậy. Họ cứ duy trì tình yêu như thế suốt 4 năm và sau cuối quyết định kết hôn ở thị trấn Vladimir năm 1991. Đám cưới hồi ấy tổ chức ở nước ngoài nhưng đông vui lắm. Bố mẹ đều là người hiền lành và giao thiệp tốt nên nhiều bạn bè nước ngoài cũng đến chung vui. Bây giờ mỗi khi xem lại ảnh cưới ngày đấy, mẹ cũng đều suýt xoa và nhắc tên những người gamer thủ của gần 30 năm về trước. Hình đám cưới của họ tại Liên Xô. Sự xa vời trăm năm và hành động lạ đời của một người hiền thê. Đám cưới đầu năm thì đúng 9 tháng sau tháng 10 năm 1991, cô con gái cả Kiều Anh ra đời. Tình yêu của bố mẹ cô lại càng thêm thắm thiết. Họ cố gắng nhiều hơn nữa để con cái có cuộc sống ấm no. 3 năm sau 1994, mẹ Anh mang bầu lần thứ hai. Lần này, mẹ cô quyết định mang con gái về quê dưỡng thai và mở màn thành lập Kinh Hải Tế. Anh kể thêm, khi đó mẹ quyết định về trước. Bố thì bảo cố gắng ở lại thêm 3 năm nữa, có thêm vốn thì về. Bố mẹ lại nối tiếp một quãng thời gian yêu xa. Mẹ về Ninh Bình nhưng không sống gần hai nhà nội ngoại. Mẹ một mình chăm con và sinh em trai mà chẳng có ai giúp sức cả. Mình khâm phục mẹ lắm, bầu bí, sinh con vất vả là vậy mà mẹ vẫn tự lo liệu hết. Nhất là khi chồng còn chẳng ở bên để đỡ đần, quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, định mệnh đã không cho gia đình họ được đoàn viên bên nhau. Anh xúc động chia sẻ, mình còn nhớ lần cuối bố về thăm nhà có hứa với mẹ rằng lần này đi sẽ thu xếp công việc ở cửa hàng bên đó rồi về hẳn luôn. Nhưng đúng đêm trung thu, một tay họ đã cướp mất bố mãi mãi. Khi đó, mẹ cực khổ suy sụp tột cùng. Mẹ gục té nhưng lại gượng dậy vì hai chị em mình còn quá thơ dại. Bà đã đổi tên từ Vũ Thị Tâm thành Vũ Minh Tâm, dùng tên bố làm đệm để mãi mãi mang theo bên mình.
toàn bộ những kỹ vật khi bố còn sống dùng hàng ngày mẹ vẫn cất giữ chu đáo. Chiếc dây chuyền bố mua tặng bằng tháng lương đầu tiên bên Liên Xô sau khi bố mất mẹ đã cho mình đeo. Nhiều người thấy có hỏi mua nhưng dù hoàn cảnh có gian khổ đến mức nào, mẹ cũng quyết không bán. Hai hiền thê chồng cưới nhau nhưng phần nhiều thời gian lại yêu xa, sau cuối, người đàn ông mà mẹ ganh yêu đã rời khỏi khi hai con vẫn còn quá nhỏ. Giật dậy tinh thần, mẹ ganh một tay nuôi dạy hai con không lớn. Mẹ nhớ bố lắm đấy, ngày xưa khi mình còn ở nhà thì xem phim mà có một chú diễn viên hao hao giống bố đóng là mẹ lại rơm rớm nước mắt. Phòng khách nhà mình mẹ vẫn treo ảnh bốn người chụp chung. Chẳng có khi nào mẹ quên bố cả. Có năm sinh nhật mình, mẹ còn đăng bức ảnh bố vào thăm khi mình thế hệ sinh ra và bảo, lần đầu tiên bố được gặp gỡ con gái. Chẳng là mẹ sinh mình kết thúc nhưng bệnh viện không cho người nhà vào gặp gỡ ngay đâu. Hai ngày sau người ta thế hệ cho vào. Bố đóng bộ chu đáo combo rồi ôm bó qua tặng mẹ. Họ cùng chụp bức hình kỷ niệm ngay trong phòng bệnh viện luôn đó, ganh tâm sự. Mẹ của ganh hiện tại. Bố mất đã 23 năm, mẹ ganh cũng sử dụng tên thế hệ được chừng đấy năm trời. Vốn trẻ đẹp nên vài năm sau ngày chồng mất, nhiều người đã đến muốn đặt vấn đề lập gia đình cùng mẹ cô nhưng không thành. Ganh kể, mẹ từ chối hết đấy dù nhiều người đến lắm. Mẹ có tâm sự rằng vì tình yêu với bố quá lớn mà bố đã đi rồi nên hiện giờ mẹ chỉ sống vì hai con thôi. Lúc hai chị em mình lớn không sống ở nhà nữa thì mình cũng nhiều lần động viên mẹ lắm. Vì hai chị em ở xa, mẹ một mình như vậy có chuyện gì thì không ai biết, lúc ốm đau cũng khổ. Nhưng mẹ gặp đi. Mẹ bảo già rồi, chỉ lo được ở bên con cháu thôi và mong hai đứa sớm có gia đình hạnh phúc. Đúng là một câu chuyện tình cảm động. Một người thanh nữ vì quá yêu mến nhớ chồng mà đổi tên, suốt mấy chục năm quyết không đi bước nữa. Đôi khi, tình yêu đẹp tuyệt diệu như vậy. Trong tim họ đã sinh ra một cái tên, một loài người thì không thể để ai bước chân vào được nữa.